Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tăng tuổi nghỉ hưu, vắt kiệt sức lao động và cướp phúc lợi của người già. Đảng thật cao tay. Quỹ bảo hiểm xã hội được tính toán để dư khả năng trả phúc lợi cho người lao động sau khi họ đã về hưu. Ở các nước dân chủ, quỹ này rất lớn và người lao động sau khi nghỉ hưu được hưởng chế độ rất tốt. Ai đã hút cạn quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam? Theo một số nhà phân tích, tiền lương hưu của người già ở Việt Nam nhận được còn ít hơn cả tiền lãi sinh lời từ số tiền người lao động đã đóng góp vào bao nhiêu năm qua. Cho nên nếu không có chuyện xa xẻo quỹ cho vào tư túi thì không bao giờ có nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm cả. Quỹ bảo hiểm xã hội sẽ không vấn đề gì nếu bộ máy quản lý trong sạch, tiền của người lao động chỉ cần đem gửi ngân hàng để mà sinh lời, rồi lấy đó trả cho họ sau khi họ hết tuổi lao động, thì không bao giờ có nguy cơ vỡ quỹ cả. Tuy nhiên, bộ máy chính quyền này lại là bộ máy tham nhũng. Người tham nhũng, nhà nhà tham nhũng. Vì thế, quỹ bảo hiểm xã hội như là bọc máu bị vô số con đỉa bám vào đấy mà hút lấy, hút để. Vì vậy, bây giờ mới có nguy cơ bị vỡ quỹ. Để giải quyết được nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội, Đảng đã không hề tính toán bài toán diệt đàn đỉa đói này mà lại tìm mọi cách để trả ít tiền cho người già hơn bằng cách tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Khi nhà nước cho tăng tuổi nghỉ hưu, điều đó có nghĩa là số năm hưởng lương hưu của người lao động đã bị cắt giảm đi và nhờ đó những kẻ bám vào quỹ này vẫn còn cơ hội tiếp tục hút quỹ. Thí dụ một vài con tốt để cứu cả bộ máy đang hút máu. Việc tăng tuổi hưu cũng đồng nghĩa với việc Đảng vắt kiệt sức lao động của người dân, buộc họ phải tiếp tục làm việc và đóng góp vào quỹ bảo hiểm này. Đây là cách làm vô nhân đạo đối với người dân. Ấy vậy mà Đảng vẫn cho tuyên giáo ngày đêm ra giả rằng nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường tăng lên 61, nữ tăng lên 56, tuổi 4 tháng tăng lần lượt là 3 và 4 tháng so với cách tính trước đó. Được biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tính tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình và từ năm 2021, Bộ đã bắt đầu làm việc thực hiện lộ trình này. Cho đến năm 2028, thì tuổi nghỉ hưu của nam là 62 tuổi, nghỉ hưu của nữ sẽ là 60 vào năm 2035. Nói chung, tăng một lần sợ dân kêu la, nên Bộ tăng từ từ theo kiểu hội chứng luộc ếch, để dân không kêu được. Vào năm 2007, ông Vũ Đình Anh cũng nói rằng thu thuế cũng như vật lung vịt vậy, đừng để kêu toáng lên. Quả là Đảng ta thật cao tay, Đảng tính vật lung vịt toàn dân, nhưng không để đàn vịt này la toáng. Từ năm 2016, quỹ bảo hiểm xã hội có nguy cơ cạn kiệt và chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tính đến lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ đấy. Một chính quyền mà khi giải quyết vấn đề cứ tính phần thiệt về cho dân và bảo vệ quyền lợi của quan chức, mặc dù cái quyền lợi ấy là thứ quyền lợi ăn cắp từ dân. Với một chính quyền như thế thì làm sao người dân Việt Nam có cơ hội để mà thoát khổ cho được? Tăng tuổi nghỉ hưu để vắt kiệt sức lao động và cướp phúc lợi của người già nhằm bảo vệ cả bộ máy. Vào năm 2018, ông Lê Bạch Hồng, cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bị bắt vì làm thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội tới 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số để trả một con tốt để cứu cả một bộ máy đang ngày đêm chọc vòi vào túi của quỹ bảo hiểm xã hội mà hút lấy, hút để. Và cách giải quyết của Đảng là tăng tuổi hưu chứ không diệt sạch bởi quan tham ăn hại. Nói như ông cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì bắt hết lấy ai để làm việc. Thế là Đảng ta bắt một vài con tốt để tuyên truyền, còn lại vẫn cho chúng tha hồ hút máu dần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ngày hôm nay: tăng tuổi nghỉ hưu, vắt kiệt sức lao động và cướp phúc lợi người già, Đảng ta thật cao tay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin khởi tố Trịnh Văn Chiến mà không bắt giam. Ông Tô muốn để chim sổng chuồng tối tốn công truy bắt hay sao? Tối ngày 29 tháng 12, thông tin báo chí cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám nhà với cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến,
tại số nhà 12 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa. Ông Trịnh Văn Chiến là người đã bị ông Nguyễn Phú Trọng đưa lên thớt tại hội nghị Trung ương lần thứ 8 ở khóa 13 vào ngày 2 tháng 10. Tại hội nghị Trung ương này, ông Trọng đã cho cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Trịnh Văn Chiến. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã kết tội ông Chiến là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của đảng, pháp luật, nhà nước. Công an tỉnh Thanh Hóa khám nhà cựu bí thư Trịnh Văn Chiến. Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nhà nhưng không có lệnh bắt, thay vào đó là lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến. Thông thường, bắt cựu ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Bộ Công an thực hiện. Ví dụ như vào năm 2021, ông Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, bị cơ quan cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an bắt giam. Hay năm 2022, bắt ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, cũng do C03 thực hiện. Tuy nhiên, không hiểu sao lần này C03 không ra tay mà lại nhường việc này cho Công an tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trường hợp không bình thường. Việc khởi tố mà không bắt giam bị can sẽ cản trở quá trình điều tra. Tuy nhiên, Công an tỉnh Thanh Hóa lại không bắt. Và câu hỏi đặt ra là nguyên nhân vì đâu? Hình cổng nhà ông Trịnh Văn Chiến như cổng dinh thự được xây bằng lương ba cọc 3 đồng của ông với dinh thự này. Thường thì các bí thư tỉnh ủy có ảnh hưởng ít nhiều đến Công an tỉnh, bởi giám đốc Công an tỉnh là người dưới quyền của họ trước đây. Như vậy, nếu để cho Công an tỉnh thực hiện điều tra vụ án đối với một cựu bí thư tỉnh, rất có thể sẽ vì cả nể mà nương tay và không loại trừ có những cuộc ngã giá trước khi thực hiện vụ khám xét này. Ở chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên, cứ mỗi vụ án tham nhũng là lại có cơ hội kiếm trác rất lớn cho các cơ quan tố tụng, bởi hơn ai hết giới quan chức biết ai cũng bẩn như nhau cả. Chẳng có ai liêm chính nên các cựu quan chức bị khởi tố đều có tài sản chìm nổi vô cùng nhiều. Không tìm cách làm tiền thì rất phí. Việc không bắt tạm giam ông Trịnh Văn Chiến mà chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú thì Công an tỉnh Thanh Hóa cần tung ra nhân lực đông đảo để mà theo dõi, giám sát, tránh việc ông cựu bí thư tỉnh này cào chạy xa bay. Nhưng việc điều một lực lượng đông đảo để theo dõi bị can so với việc bắt tạm giam thì việc bắt tạm giam có nhiều cái lợi. Thứ nhất là dễ điều tra, thứ nhì là giảm nguy cơ bỏ trốn của bị can, và thứ ba là giảm được nhân lực canh chừng. Giả sử trong quá trình tại ngoại, ông Trịnh Văn Chiến trốn biệt tâm như Hồ Thị Kim Thoa, Vũ Đình Duy hay Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì Bộ Công an lại phải tốn thêm hàng trăm, thậm chí hàng ngàn công an chìm nổi để mà truy lùng mà chưa chắc đã bắt được. Sự việc bà Nhàn trốn ra nước ngoài đã chứng minh điều đó. Vậy thì rõ ràng việc không bắt ông Trịnh Văn Chiến là không bình thường. Ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa. Ở đất nước này, người dân gọi công an là lực lượng, luật là tao, tao là luật. Cùng một tội như nhau, như công an không xử lý giống nhau. Với người này thì áp tội nặng, với người kia thì tìm cách mà gỡ tội. Đấy là tiêu chuẩn kép, không chỉ ngành công an mà tòa án và viện kiểm sát cũng dùng tiêu chuẩn kép này. Khi cơ quan tố tụng sử dụng tiêu chuẩn kép thì đấy là dấu hiệu cho thấy sự can thiệp của đồng tiền. Đồng tiền có thể khiến cho luật pháp khi thì bị xô sang phải, lúc thì lại bị xô sang trái, lúc thì lại bị uốn cong vèo. Và khi việc nắm quyền thực thi luật pháp đồng nghĩa với việc nắm được cỗ máy in tiền, thì công an và các cơ quan tố tụng khác sẽ thi nhau kiếm trác. Chẳng có pháp luật quyền nào ở đây cả, bản chất của chế độ này nó là như thế. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin khởi tố Trịnh Văn Chiến mà không bắt giam, ông Tô muốn để chim sổng chuồng rồi tốn công truy bắt hay sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de